cô chú và cả nhà. Lời đầu tiên Ti xin kính chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và hạnh phúc. Cách đây 2-3 ngày thì Ti có nhận được lời kêu cứu của một bạn gái ở dưới quận 12, phường Thới An về bé cún này bị lạc nè. Sau khi mà Ti đăng ở trên Facebook của mình thì các bạn chia sẻ bài và chủ của bé đã nhìn thấy. Đây là bé bút đồ mà bị lạc ở dưới quận 12. Cái này biết sao, hình như cái bạn đó là một cô giáo hoặc cái trường Anh ngữ gì á, quên rồi. Vô đây, Melly. Bé tên là Melly. Đó, đúng chủ của bé rồi nè cô chú và các bạn. Khi mà Ti đón bé ở ngoài về thì nó bị đau một chân anh ơi. Tình trạng của bé là bị đau một chân nhưng mà hôm nay như hết rồi nè. Cách mấy ngày liên tục luôn, máy ấm Ti á cũng tìm chủ được cho mấy em cún. Ti rất là vui mừng luôn cả nhà. Bé này đã được đến thú y test bệnh là con khỏe mạnh bình thường, âm tính với care và bavo luôn. Đó, đúng là chủ của bé rồi, bé mừng quá cô chú và các bạn. Ở cái trường Anh ngữ gì á? Thứ 7 là em đưa chở nó về quận 12 nè. Rồi xong cái chắc nó chạy về quận 12 á. Chắc vậy á. Nó chạy theo á, nhớ. Cho nó tìm đường á. Bé ở máy ấm Ti được 2 ngày rồi cô chú và các bạn. Mới được 2 ngày chị. Tại biết sao không? Có một cái bạn ở trường Anh ngữ, nó nhật này cả tầng rồi. Nhưng mà nó đăng lên là không có ai tìm chủ, có người xin. Nhưng mà bạn đó không cho. Bạn nó nói là thôi để tìm chủ đi. Nếu mà không tìm chủ được thì mới tính sao. Đó thì bạn nó mới gửi cho em, không biết anh nhiêu tuổi nữa. Nhiêu tuổi vậy ông, nhiêu tuổi vậy? Anh á. 49. 49. Vậy là kêu bằng anh được rồi, tại vì mình 40. Cái tiền bữa anh chị tiền xét nghiệm mà care bạc vô của bé là 216.000, nhưng mà biết sao cái tiền vận chuyển bé về đây là 300. Đó là tất cả 516.000 là của bé. Bây giờ bé chạy ra rồi bé. Tại vì ở ngoài đây là cũng khá là mát mẻ. Bé gặp chủ rồi, bé nó vui mừng quá trời luôn. Bạn chủ cũng gửi lại chi phí vận chuyển và xét nghiệm bệnh của bé. Rồi lần này giữ kỹ nha. Này hôm qua, bữa tối hôm qua nó lên Facebook. Nó thấy như chị đưa lên đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì thường là máy ấm của mình á mà bắt mấy con chó lạc là mình hay đăng lên lắm. Xong mấy bạn chia sẻ bài. Mà đâu biết bé này đâu. Không biết bé này. Đúng rồi. Nó gọi điện. Anh nó về cái anh nó mới gọi. Tại vì anh biết sao không? Đến đây buổi tối á, các bé nhà em nó sủa dữ lắm anh ơi. Em sợ. Đó nãy anh thấy không? Má chó nó sủa quá trời luôn. Dân nó thưa. Ti rất là vui mừng hạnh phúc mà thay cho bé cún. Thôi bây giờ con về với gia đình nha. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn con nha. Ôi sao con thấy bài viết của cô vậy? Dạ con biết con đang nằm chơi, con thấy gì á, con chèo đó. Vậy hả, xong rồi con thấy bé. Chị con có trong mấy cái hội yêu chó không? Dạ có cô. Vậy hả? Vậy hả? Rồi con có đăng bài không? Dạ. Có đăng bài không? Dạ con có ảnh của nó, hình con không có đăng được. Nó đi hết một lần rồi đó, nó bị lạc ở ngoài chợ Thành Đông Tây á. Xong cái cũng cái con bé đó cho ăn cho uống. Nó cũng đăng lên á, cái này cũng thấy. Đi dạo ngoài tìm. Mà hên quá ha. Sao nó thấy hoài vậy? Coi à, đúng rồi. Thôi vậy anh về nha, em vô làm việc, em đang làm việc trong kia. Rồi cảm ơn hai ba con nha đã xuống đây. Và anh rất là lịch sự nên là cô chú và các bạn thấy chó các bé nhà Ti sủa quá, anh đâu đứng trước cửa rồi anh đứng bên hồng. Vậy là Ti rất mong các bạn khi mà đến thăm máy ấm của Ti, nếu mà chưa thấy Ti ra đứng né một bên nha mọi người ơi. Trời ơi, chó nó sủa dữ lắm mọi người. 400 mấy á. Từ đây nè, anh thấy cái mảnh đất này nó dài tút dưới kia rồi đó. Chó lạc không hả? Chó lạc thì em nghĩ chắc là ít lắm, nhưng mà mấy con chó chỗ em là nhiều con chó nó bị kiểu như là nó đi lang thang, nó bị chủ bỏ ghẻ lợ này nọ đó. Anh thấy có mấy con chó ốm ốm đó, mấy con chó mới cứu đó. Con này nó ôm nhưng mà con cái nó ưa đi lắm. Đúng rồi. Dạ dạ rồi hai ba con về đi. Trời ơi mừng quá. Hôm bữa đó cô cũng mua được một con chó đẹp lắm con ơi. Cô tưởng là người ta chủ nó bán mẹ nó thì ra là người ta bắt trộm anh ơi. Em vừa đăng lên Facebook 10 phút người ta nhìn thấy, người ta đón chó về luôn. Em nuôi nó từ lúc mà nó còn uống sữa nữa mà. Rồi đi. Thương là người ta đã bỏ rồi. Đúng rồi. Thôi hai ba con về đi để em vô em làm việc. Rồi Ti rất cảm ơn cô chú và các bạn đã follow và theo dõi kênh.
Nó hiền khô à? Ừ. À, đây là hai ba con chủ của bạn bút đồ bị lạc ở dưới quận 12. À, hiện tại thì bên trong á Ty đang cho xây dựng cái khu vực mà cho các bé nó sạch sẽ hơn ở tuần sau. Còn hồi nãy đó cô chú và các bạn thì Ty có nhập thịt cho các bé ở máy ấm. Đây là gà xay dinh dưỡng nè cô chú. À, hiện tại thì các bé đã hết thức ăn rồi. À, cô chú và các bạn ơi, Ty muốn đứng nói chuyện với cả nhà nhưng mà các bé ồn quá, Ty phải đi tút rành đây. À, hiện tại thì các bé ở máy ấm của Ty đã hết thức ăn rồi nên Ty vừa mới nhập lúc sáng nay là 500kg gà xay của Louis Huỳnh cho các bé ở máy ấm. À, bây giờ hiện tại thì ở bên trong Ty đang cho thợ xây dựng một cái khu vực á, mình làm một cái đường mương nước cho nó sạch sẽ, là những cái nước thải nó sẽ chạy ra cái ao xong nó chạy ra sông lớn ở ngoài đây nè cả nhà, để cho nó bớt cái mùi hôi ở trong cái máy ấm. À, kế đó là Ty cũng làm một cái khu vực á, để cho nó sạch sẽ hơn. Thì ở khu vực đó Ty sau khi mà làm xong á, đổ bê tông á, thì Ty sẽ lót để Ty ngồi xuống á. Lót mấy cái giường lên đó cả nhà, cho các em bé nó có thể là nằm trên cao cho nó sạch sẽ. Còn cô chú và các bạn biết sao không? Phía đằng trước này nè, nó có một cái dũng sình rất là lớn, nhưng mà do nó nằm ở phía mặt tiền, bây giờ mình kêu đất đá vô đổ thì chính quyền không cho cả nhà. Ty rất muốn san lấp cái mặt bằng này luôn nhưng mà không được, tại vì khu vực này á, coi như cô chú và các bạn thấy, đây là khu vực đất nông nghiệp, người ta trồng lúa, chỉ được trồng lúa thôi, không có được xây dựng để ở. Lúc mà Ty làm cái cửa này nè cả nhà, trời, Ty tưởng là phải tháo rỡ ra luôn đó, Ty rất là sợ luôn. À, cuộc sống của các bé Ty chỉ mong muốn là các con sẽ được yên bình, ấm êm và lâu dài. Nếu như mà các con ồn ào quá, hoặc là có mùi quá, hoặc là mình làm một cái gì đó sai với cái quy định mà chính quyền nó đưa ra, mà các bé mà bị di dời đi nơi khác thì trời ơi, chắc là không biết làm sao luôn đó cả nhà. Ty xin khép bếp ở đây thôi cô chú và các bạn. Ty muốn báo với cô chú và các bạn một tin vui như vậy đó. Thì cách đây mấy ngày, máy ấm Ty có tiếp nhận một em bút đồ, một tay cụp, một tay dẫn. Khi mà Ty đăng lên Facebook thì bé đã tìm được với gia đình rồi. Thì Ty cũng để cho gia đình của bạn đến đón em, và gia đình bạn cũng đã gọi lại chi phí mà xét nghiệm bệnh cho bé. Ty xin kính chúc cô chú thật là nhiều sức khỏe. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho máy ấm nha cả nhà. Xin chào cả nhà.